Và tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tham gia dropshipping với Fulfillment Center Galaxy Team. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ cũng như là giới thiệu xong cho bạn hình thức kiếm tiền online với dropshipping rồi. Và tôi cũng đã chia sẻ cho bạn cái cách tạo một cái tài khoản Shopee để các bạn có thể triển khai dropshipping với cái nền tảng này. Và ngoài cái nền tảng Shopee này ra thì các bạn có thể sử dụng những cái nền tảng khác để các bạn PR marketing, như là Facebook cá nhân, như là Marketplace, như là YouTube, như là Zalo, như là TikTok, vân vân. Rất là nhiều nền tảng để các bạn có thể triển khai. Và công việc của bạn bây giờ là tìm ra một sản phẩm chất lượng, có nhu cầu cao và tìm ra đối tác tin cậy để có thể hợp tác cùng và bắt đầu quảng bá những cái sản phẩm đó và bắt đầu kiếm tiền. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách tham gia dropshipping với lại Fulfillment Center Galaxy Team. Thì Fulfillment Center Galaxy Team là một cộng đồng về kinh doanh online, marketing online đã giúp cho rất là nhiều người kiếm được tiền từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng mỗi tháng. Và ngay lúc này bạn nên tham gia kiếm tiền với lại cái cộng đồng này. Và đây là những cái lý do mà các bạn nên tham gia ngay. Ok, khi các bạn tham gia dropshipping với Fulfillment Center Galaxy Team thì các bạn sẽ nhận được những cái lợi ích sau. Đó là tham gia cộng đồng lớn mạnh, sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau khi có khó khăn. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra thì những thành viên sẽ giải đáp cho bạn. Các bạn sẽ được kinh doanh rất là nhiều ngách sản phẩm, từ sản phẩm vật chất đến sản phẩm số. Và Fulfillment Center Galaxy Team đã liên kết với lại rất là nhiều những cái đối tác, những cái nhà cung cấp sản phẩm và đàm phán cho chúng ta về giá rồi. Cái việc của chúng ta là chỉ cần marketing và bán hàng mà thôi. Và cái điều tiếp theo là chúng ta không cần phải lo về chất lượng sản phẩm nữa. Công này đã lo cho chúng ta cái vấn đề này rồi, đã check, đã test thử rồi. Và ngoài ra thì họ còn có quy trình triển khai dropshipping kinh doanh online rất là bài bản. Các bạn được hướng dẫn kiến thức về marketing online, bán hàng, chăm sóc khách hàng, chốt sale hiệu quả một cách miễn phí. Và còn rất là nhiều những cái lợi ích khác nữa, đúng không ạ? Thì làm thế nào để có thể tham gia dropshipping với Fulfillment Center Galaxy Team thì các bạn làm như sau. Bước đầu tiên thì các bạn truy cập vào cái đường link này để có thể được dẫn tới cái cộng đồng này, đúng không ạ? Và cái cộng đồng này là cái cộng đồng ở trên Zalo nha các bạn. Có trên 600 thành viên rồi, đúng không ạ? Ok. Có rất là nhiều cái cách sản phẩm ở đây. Các bạn chỉ cần marketing và bắt đầu bán hàng mà thôi. Các bạn lựa chọn một ngách ở đây để các bạn giới thiệu, các bạn quảng bá sản phẩm nhé. Đó, nó có những cái ngách như là phụ kiện điện thoại này, ví da này, đồng hồ này, túi xách Galo này, vòng phong thủy này, laptop, điện thoại này. Và nó sẽ được cập nhật rất là nhiều những cái ngách nữa trong thời gian tới. Thì các bạn cần phải cập nhật và thường xuyên follow cái group này, đúng không ạ? Bước thứ hai là chúng ta lựa chọn một ngách sản phẩm phù hợp để làm dropshipping. Bước thứ ba là chúng ta lưu ảnh và bảng giá ngách sản phẩm mà bạn lựa chọn. Thì trong cái website cá nhân của tôi thì tôi đã tổng hợp cho các bạn rồi. Ở đây sẽ có cái bảng giá và hình ảnh các bạn tải về tùy vào cái ngách mà các bạn lựa chọn, đúng không ạ? Tùy vào ngách bạn lựa chọn. Và các bạn triển khai trên các kênh, đúng không ạ? Các bạn triển khai trên các kênh như là Shopee. Và bước 4 là các bạn PR marketing sản phẩm. Các bạn triển khai trên kênh Shopee như là tôi đã hướng dẫn bạn rồi đó. Hoặc là bạn triển khai trên kênh Marketplace, trên Tiki, trên Lazada, trên Zalo, trên YouTube, Facebook cá nhân của bạn. Hoặc là các bạn lập một website riêng để các bạn kinh doanh. Rồi, bước thứ 5 là các bạn báo đơn hàng về cho đội ngũ xử lý đơn hàng thông qua cái fanpage này, đúng không ạ? Và việc của các bạn là thanh toán cái đơn hàng đó cho DB bằng tiền của khách hàng, hoặc là các bạn ứng trước ra và các bạn theo dõi đơn hàng và chờ tiền về ví. Đó là cái 5 bước cơ bản để chúng ta có thể triển khai dropshipping với lại Fulfillment Center Galaxy Team. Và nó đơn giản hơn rất là nhiều. Các bạn không cần phải check thị trường, không cần phải tìm kiếm sản phẩm nữa, mà cả bạn đã có người sẵn sàng làm thay các bạn công việc đó rồi. Đã có người đã giúp các bạn tìm kiếm sản phẩm chất lượng, sản phẩm tốt, sản phẩm có nhu cầu cao
và đàm phán với đối tác, và các bạn không sợ là chất lượng thấp kém hay là bị lừa đảo nữa. Và cái cộng đồng này đã giúp cho rất là nhiều người kiếm được tiền từ vài triệu tới vài chục triệu đồng mỗi tháng rồi, nó rất là uy tín. Và ngày hôm nay các bạn cần phải tham gia nó ngay, đúng không ạ? Và các bạn lưu ý là các bạn lưu những cái hình ảnh cũng như bảng giá này về để các bạn tiến hành các bạn triển khai nhé. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn 5 cái bước giúp cho bạn có thể tham gia kiếm tiền với lại Forex Center Galaxy Team thông qua hình thức dropshipping. Và 5 bước này là 5 bước cơ bản thôi. Còn bạn muốn được hướng dẫn chi tiết hơn thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link là kinhdoanhonline.com/quy trình triển khai dropshipping với Forex Center. Các bạn lưu cái đường dẫn này lại, đúng không ạ? Để có thể đọc cái bài viết này thì các bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết nhất. Và cái phần này thì tôi chia sẻ cho bạn một cách tổng quan thôi. Còn bạn muốn làm được một cách thành công thì các bạn hãy đọc cái bài viết này, đúng không ạ? Và như là tôi hướng dẫn đầu tiên thì các bạn cần phải tham gia vào cộng đồng dropshipping thông qua cái đường link là kinhdoanhonlineasset.com/dropshipping, đúng không ạ? Thông qua cái đường link này thì ngay lập tức các bạn sẽ được dẫn đến cái group là dropshipping với Forex Center Galaxy. Thì cái group này nó chỉ chứa được 1.000 thành viên, giới hạn 1.000 thành viên thôi. Và nếu như có cập nhật gì thì chúng tôi sẽ cập nhật trên cái đường link này cho bạn, tránh tình trạng khi mà group này đầy rồi bạn không tham gia được thì rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Tôi sẽ cập nhật cho bạn ở cái đường link này. Rồi, tiếp theo thì bạn cần phải xác định cái sản phẩm bạn muốn triển khai và tham gia cái ngách của sản phẩm đó. Thì đây, cái bài viết này sẽ có rất là nhiều cái ngách ở đây. Thì các bạn tiến hành click vào cái group mà bạn muốn tham gia triển khai. Ví dụ là dropshipping với phụ kiện điện thoại thì các bạn tham gia cái group này. Thì ở đây các bạn tiếp tục đọc các bài viết được ghi ở đầu group. Sẽ có những cái nhiệm vụ mà các bạn cần phải làm, đúng không ạ? Những cái nhiệm vụ mà các bạn cần phải làm và có thông tin của admin ở đây. Thì các bạn lưu lại và kết bạn Zalo với lại admin là Quyết Đào. Đó, đúng không ạ? Và đây thì các bạn cũng có thể lấy được bảng giá và tham gia những cộng đồng của Forex Center Galaxy Team, như là trên Facebook hoặc là Telegram. Tiếp theo thì các bạn lấy hình ảnh bảng giá từ group, có thể là lấy từ group này, đúng không ạ? Lấy từ group này, group mà sản phẩm ngách đó, hoặc là các bạn lấy thông qua cái trang mà tôi đã tổng hợp ở đây, đúng không ạ? Tôi đã tổng hợp cho các bạn ở đây. Tiếp theo thì các bạn quảng bá sản phẩm trên các kênh như là Shopee, tôi đã hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản Shopee để các bạn triển khai fanpage, Facebook cá nhân, vân vân. Các bạn triển khai càng nhiều kênh càng tốt, miễn sao các bạn tiếp cận được nhiều khách hàng và nhiều khách hàng mua sản phẩm của bạn. Và khi có đơn trên Facebook hoặc những cái kênh mà bạn quảng bá thì bạn sẽ lên Shopee để bạn đặt hàng cho khách hàng của bạn và nhờ Shopee giao hàng giúp bạn. Và nếu như bạn muốn có cái tút giao hàng, tức là muốn có cái bí mật làm thế nào để giao hàng lợi cho bạn nhất, thì bạn có thể liên hệ với admin Quyết Đào để được chỉ cái tút này. Và dĩ nhiên là nó tốn phí, đúng không ạ? Các bạn chỉ tốn phí một lần và được sử dụng mãi mãi. Và khi có đơn, Shopee sẽ báo cho bạn mã vận đơn, mã này để bạn viết lên gói hàng và chúng ta sẽ quản lý thông qua cái mã vận đơn này. Và lúc này bạn gửi cái mã này cho fanpage chốt đơn và gửi tiền hàng cho admin. Để trước khi xuất hàng ra khỏi kho thì bạn cần phải thanh toán trước đã, đúng không ạ? Và nếu như bạn học cái tút vận chuyển này thì bạn chỉ cần gửi mã đơn hàng qua cho fanpage chốt đơn, là các bạn truy cập vào cái fanpage chốt đơn này, đúng không ạ? Fanpage chốt đơn này. Và đây tôi đã tổng hợp cho các bạn rồi. Đây, fanpage chốt đơn facebook.com/dropshipforexcenter, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo thì các bạn cần phải nắm cái phương thức thanh toán thông qua hai cách, đó là Vietcombank chuyển khoản qua số tài khoản này, đúng không ạ? Và chủ tài khoản này các bạn check cho thật là kỹ. Và thông qua cái tài khoản Momo, đúng không ạ? Ví Momo thông qua cái số điện thoại này và chủ tài khoản này.
đó, các bạn cũng chưa thể ký trước khi chuyển. Và nội dung chuyển khoản đó là mã sản phẩm, tức là cái mã vận đơn đấy, tên sản phẩm là cái sản phẩm mà bạn sẽ bán đi, cộng drop ship free để các bạn được gửi cái đơn hàng đi xuất khỏi kho để chuyển tới tay khách hàng của bạn. Đó, thì các bạn đọc kỹ cái bài viết này thì nó sẽ có thêm một cái phần nữa là chính sách nếu như bị bom hàng thì sao, đúng không ạ? Thì Free Center sẽ hỗ trợ tối đa dropshipper khi bị bom hàng, bạn sẽ được hoàn trả số tiền chốt đơn với giá dropshipping trừ đi phí vận chuyển và trừ đi phí hoàn đơn. Thì cái phí này thì bạn phải chịu, đúng không ạ? Nên thành ra các bạn cần phải tư vấn thật là kỹ lưỡng, thật là nhiệt tình cho khách hàng của bạn và giúp đỡ khách hàng của bạn để tránh cái tình trạng hoàn đơn xảy ra, tình hợp bom hàng xảy ra. Thì các bạn cần phải tư vấn thật là nhiệt tình, thật là kỹ và làm cho khách hàng của bạn hài lòng. Đó. Đấy, các bạn tiến hành đọc hết tất cả những cái nội dung trong bài viết này để có thể nắm được một cách chi tiết nhất cách triển khai dropshipping với Free Center Galaxy Team, đúng không ạ? Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn tất cả những cái kiến thức về dropshipping và cái cách tham gia dropshipping với Free Center Galaxy Team để các bạn có thể kiếm được tiền. Ok, nếu như có câu hỏi nào thì các bạn hãy comment trực tiếp dưới cái video này thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.